Để chuẩn bị cho mùa giải 2022, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã giữ chân nhiều cầu thủ trụ cột cũng như chào đón sự trở lại của những ngôi sao như Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải và các tân binh chất lượng. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, chuyên môn của đội bóng xứ Nghệ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng bước vào mùa giải mới với những quyết tâm và mục tiêu cao nhất. Đạt mục tiêu thì thứ hạng cao nhất trong tổ những đôi dẫn đầu của giải V-League. Đấy, còn tất cả các cầu thủ mà đang thi đấu ở xa nhà ấy, thì với bản thân Hoàng Nghị thì ai có người con xứ Nghệ thì cũng rất khát khao muốn được quay về xứ Nghệ cống hiến với bóng đá Nghệ An. Mùa giải 2022, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tham dự hai đấu trường lớn là V-League và Cúp Quốc gia. Vì thế, việc được đầu tư mạnh mẽ ngay từ đầu mùa giải hứa hẹn sẽ là mùa giải bứt phá của đội bóng xứ Nghệ. Trận đấu đầu tiên của V-League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách đến Bình Dương vào ngày 25 tháng 2 tới.